bị chém Rồi. cổ dưới. Rồi anh nói lại đi, tức là cái chỗ có hai nguồn đúng không anh? Hai nguồn đúng không? Hai nguồn thì nguyên tắc là một nguồn mình sẽ cắm vào UPS Rồi. và một nguồn cắm vào điện lưới Rồi. để làm gì, nhưng mà điện ở đây là ổn định đi anh, Ổn định, ổn ổn định định, là ổn định. điện là điện chính luôn á. Thì mình một nguồn mình sẽ cắm UPS này mục đích để làm gì, để trong trường hợp mà ví dụ như là cái UPS này chẳng may mà nó có lỗi thì là Ok. cái con này nó sẽ dùng trực tiếp điện lưới này để nó không bị tắt, vì con Rồi. này nó hai nguồn mà. Đúng rồi. Đấy. Bao giờ nó cũng sẽ có một cái dự phòng. Đấy, mình cứ cắm cái này thì cắm bất kỳ thôi, nhưng mà chú ý là tách làm hai nguồn. Cái chỗ nguồn hai nguồn anh thì cắm cái nguồn nào OBS hay là cắm nguồn nào luôn Không 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 quan không quan trọng anh trọng ạ. phải không? Cái nào anh cắm cái nào được. Nhưng mà Đây. nhớ là anh tách cho em một đường vào đây, một đường vào đây, một đường Ok. vào điện lưới, một đường vào UPS. Rồi. Ok. Cái ghế chuẩn thì nó sẽ là như thế. Bộ này bộ lưu trữ không? Ừ, Từ cái con UPS nó sẽ có một cái cáp USB. rồi, cảm ơn về. Cái cáp USB này thì một đầu nó sẽ cắm vào con UPS này. Cắm vào đây. Cắm vào đây. Rồi. Và nó sẽ kết nối với lại cả cái bộ lưu trữ này. Anh cho nó một đường lên cái con lưu trữ này, nó cắm vào cổng USB bất kỳ ở trên con lưu trữ này. Miễn là cổng USB là được. Đấy, phía đằng sau nó sẽ có cổng USB. Đây, đây, đây. Đây nó sẽ có hai cổng thì anh cắm vào cổng nào cũng được. Cắm vào đây mục đích để làm gì? Cái UPS này nó là UPS, nó có chế độ nhận diện, tức là ví dụ như trong trường hợp mình không có ở đài, cái bộ UPS này nó bị mất điện thì là UPS thì anh biết rồi, là nó sẽ lưu điện là nó sẽ được khoảng bao nhiêu phút đấy, ví dụ như Không là 15 một phút tiếng. Con này thì nó sẽ được hơn, ví dụ như rồi. là nó được một tiếng đi, Được thì là thiết lập cho nó cái chế độ là khi nào mà cái UPS này nó báo là em đang thiết lập sẵn trong này rồi, khi nào mà cái con UPS này nó ví dụ như là lưu nó đến cái chế độ gọi là cái chế độ pin yếu ấy, gần hết pin ấy, thì là rồi. nó sẽ gửi một cái lệnh để nó tắt con này. Mục đích nó giống như ở trên cái máy tính của anh thôi, ví dụ mất điện bục một phát thì cái dữ liệu ở trong đấy nó rất dễ bị lỗi. Cái con này nó khi mà nó nhận thấy là cái UPS này nó mất điện chẳng hạn, sắp pin, thì là nó sẽ tắt cái con này đi, nó tắt máy tính, tắt máy tính ấy, nó sẽ không, nó sẽ đảm bảo cho cái dữ liệu trong này của anh là nó an toàn. Ở trên cái con lưu trữ này thì nó sẽ có 8 cái khay ổ cứng. Mọi người về tao một cứng không? Đúng rồi. Thì cái khay này ấy, tí nữa em sẽ khóa nó lại. Rồi. Nó sẽ là có 8 cái khay. 8 cái khay thì 8 cái khay này của nó là nó làm gộp lại thành một cái khối đấy. Ví dụ như là bình thường là một cái ổ cứng này của anh, nó sẽ là dung lượng là 8T. Đúng rồi. Thì ở trên cái máy bình thường ấy là nó sẽ là ví dụ 8 cái ổ này sẽ chia làm 8 cái ổ cứng, là mình sẽ phải chia thành 8 cái phân vùng 8T. Nhưng mà cái con này nó sẽ gộp 8 cái ổ này lại thành một cái ổ to. Nó sẽ là 8 x 8 bằng 64T. 64T. Nhưng mà cái con này thì đặc biệt của nó là nó sẽ làm là gộp cái này lại và nó sẽ làm cái chữ RAID 5, có nghĩa là nó cho phép chết bất kỳ một cái ổ nào trong này mà cái dữ liệu của anh không bị mất. Nó khác với lại cả cái ổ cứng đơn kia của anh. Ví dụ như cái ổ cứng này, nếu mà trong trường hợp ổ này mà bị toi phát là mình mất hết dữ liệu. Còn cái con này thì là khi mà nó bị lỗi một cái ổ cứng nào, tại vì cái ổ cứng thì chạy thì nó có hoàn toàn nó có xác suất đồ điện tử mà, nó có thể là nó bị lỗi thì cái dữ liệu trong này của mình còn nguyên. Cái chỗ này được. Khá là lấy bộ có rồi. Không cần, bình thường thì mình không bao giờ mình phải lấy làm gì anh ạ. Và cái này nó sẽ có đi theo là nó sẽ có một cái cặp chìa khóa. Cặp chìa khóa này mục đích của nó là vì cái ổ này nó làm ở chế độ RAID rồi, nên là những cái ổ này nó sẽ rất chi là hạn chế bị rút ra, chỉ trừ trong trường hợp là nó bị lỗi. Khi nào nó lỗi thì thường cái ổ này nó sẽ báo đỏ. Thì nó lỗi báo lỗi con nào nó sẽ kêu và nó báo đỏ thì mình lúc đấy thì mình sẽ thay cái ổ khác vào. Thì Rồi. mình có một cái ổ sáng này là Có một ổ dự phòng. đấy dự phòng rồi đấy, thì trong trường hợp đấy thì anh chỉ cần cắm vào thôi Rồi. là nó sẽ tự nó build lại. Thì mình sẽ phải khóa cái này lại để tránh trường hợp là ví dụ ai không biết là người ta đây mình khóa như này, tôi vừa rồi vậy không phải đấy, thì cái này thì nó cũng khóa thì nó đơn giản không phải tôi vừa rồi vậy không phải tôi quan đấy. trọng cảm cảm Thì là khi mà khóa này rồi ấy, là mình sẽ không thể rút ra được. Để tránh trường hợp mà ai không biết người ta rút ra, nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái dữ liệu của mình. Cái này nhá, khi mà nó cắm vào nhá thì nó sẽ tạch một cái, xong rồi anh ấn cái này một cái nó kêu như thế là được. Trong khớp rồi. Đúng không? Đây, cắm vào cái này. Xem cái này có hết chưa. Đó. Đó. Tạch phát là được.
Đấy, thì em đã khóa hết các ổ rồi, bây giờ không thể mở ra được. Rồi. Thì cái này mình nên nên treo một cái chìa khóa ở đây. Nếu mà ấy, thì mình nên treo một cái chìa khóa vào đây, một chìa khóa mình cất đi. Cứ để anh cứ treo một chìa khóa cho em đi. Hai chìa cứ để đấy luôn. Anh để hai chìa anh treo cho đấy luôn đi. Treo luôn ở đây á. Anh cứ gì anh cứ treo chỗ đấy luôn cũng được. Không sao đâu. Treo cái khóa xong treo sau nhá. Xem có cái gì cậy cậy ra thì móc nó vào đây thôi mà. Rồi, ok. Treo sau em. Đấy, thì cái con này nó sẽ có là phía đằng sau của nó thì là USB thì em nói rồi. Nó sẽ có bốn cái cổng mạng này. Đây nó sẽ có bốn cái cổng mạng này. 1, 2, 3, 4. Thì bây giờ em đang cấu hình cho nó là tí nữa mình sẽ có một con switch. Đây, bỏ luôn cái switch đi. Bố phòng màng này. Con switch là bộ chia mạng. Ở trong cái hộp này nhé, nó sẽ có thêm cái tai này. Khi nào mà mình chuyển lại cái chỗ bên trung tâm ấy, thì là mình muốn bắt vào trong cái tủ rách thì mình sẽ phải bắt cái tai này vào. Nên là mình giữ lại cái này. Mình cứ để nguyên hộp thôi. Lúc nào về kia thì nó xong. Đây thì sau này nó sẽ có cái tai mình sẽ bắt vào đây để mình ấn vào cái tủ rách. Còn đây thì ở đây mình sẽ... Đây mình sẽ cắm rồi. Đặt đây luôn. Xong rồi cắm rơi. Con này thì cũng chả có gì, chỉ cắm một cái dây... Thì cái con switch này này mình sẽ không cắm vào điện lưới, mà con switch này thì mình sẽ cắm vào UPS. Để trong trường hợp nó chỉ có một nguồn thôi mà, cho nên là để trong trường hợp mà chẳng may điện lưới nó có mất thì mình vẫn còn có thể truy cập vào cái ổ này để mình plug nó đi được. Mình cắm vào đây, cắm vào đây thôi. Đấy. Cắm vào đây thôi. Switch là cắm vô chỗ UPS. Đúng rồi, switch thì cắm vào UPS. Chỉ có riêng cái con này nó có hai nguồn thì mình sẽ chia một cái vào điện lưới. Rồi. Cái con này thì nó sẽ có bốn cái cổng mạng và mình sẽ sử dụng hai cái cổng mạng này mình sẽ cắm vào trong switch. Hai cắm một cắm như đây luôn. Đúng không? Cắm vào mục đích để làm gì? Để cái cáp này ấy, thì là nó dùng một thời gian sau này ấy, thì có thể những cái đầu này nó có thể bị oxy hóa. Thì ví dụ như trong trường hợp một cái cáp này nó bị lỗi thì là nó vẫn có thể sử dụng được, vì cái con này nó có chế độ là hai cái cáp này nó sẽ gộp lại. Thứ nhất nó tăng tốc độ. Bình thường máy của anh là nó sẽ là tốc độ 1G chẳng hạn. Thì con này là hai cái nó sẽ gộp lại thành 2G, nó sẽ tốc độ nó cao hơn. Còn nó sẽ có hai cổng để chờ. Vì 2G thực ra là nó đã sử dụng hết tốc độ rồi nên là mình sẽ chỉ cắm hai cổng thôi và có hai cổng kia để chờ. Để trong trường hợp mà ví dụ như là thật ra switch đây là nó chỉ có 1G thôi, thành ra là nó chỉ sử dụng 1G thôi để cho đúng không anh? 1G nhưng mà ví dụ như của anh có hai máy rồi. Alo. Vâng, em đang bận thì chắc chờ em mấy phút đang giao máy tí nhá. Anh cứ thử, anh cứ bật hết các máy lên xong rồi anh thử bật một cái máy lên anh xem có mạng chưa, anh xem là có vào được ổ chưa của em cả. Máy chạm à? Ok, vào bật hết để thịt đã. Vâng, nhưng cái này thì sẽ có hai cái, thì anh cứ cắm vào lan 1, lan 2 cho em, vì cái này em cấu hình rồi cho nên là ở đây nó sẽ có 1, 2, 3, 4 này, mình phải cắm 1, 2 thôi. Nguyên tắc là mình cứ cắm 1, 2. Trên con switch thì mình cũng xem cái cổng nào là cổng 1, cổng 2 thì mình cũng cắm vào. Đấy. 1, 2. Trên con switch này mình cắm vào cổng 1, cổng 2. Sau này thì cho vào trong tủ thì đi dây cáp các thứ lại cho nó dễ. Để anh cắm em vào cái cổng 1, cổng 2. Cổng 1 là dây nào đấy? Không quan trọng đâu anh, nó như nhau không mà. Thì cái này cắm vào cổng 1, cổng 2 rồi. Thực ra là một cái dự phòng, một cái chính thức đúng không anh?
nó sẽ chạy hai cái song song. Xem sao à, lúc nãy anh đang bảo là cái tốc độ nó tối đa là 1 GB ấy, thực ra thì không phải. Vì ví dụ như ở một cái máy kia của anh kết nối vào con này thì đúng là tốc độ nó chỉ tối đa là 1 GB thôi, vì cái cặp mạng của anh nó chỉ hỗ trợ 1 GB. Nhưng mà ví dụ ở trong hệ thống của anh là có hai máy chẳng hạn, thì là mỗi máy đấy nó sử dụng 1 GB, thì cái con này nó 2 GB thì nó sẽ cân được cả hai máy đấy là tốc độ tối đa. Còn nếu mà trong trường hợp mà chỉ cắm một cổng này thì lúc đấy là hai máy nó vào thì nó sẽ bị chia đôi cái đấy ra, thì cái đường vào này bị bóp lại, còn cái này thì nó sẽ là tốc độ nó là 2 GB. Tốc độ ở đây nó sẽ là 2 GB. Và thực ra thì cái quan trọng nhất của nó là để nó dự phòng trong trường hợp nó tuột cáp hoặc là như thế nào đấy thì là nó vẫn chạy được bình thường. Ra 1 GB là chạy cũng ổn rồi. 1 GB thì nó cũng chạy copy nó rơi vào khoảng 100 MB một giây. 100 MB một giây. Vâng. Cái đường cáp con này có đường cáp mạng không? Con này đang dùng wifi à? Nó dùng wifi á. Ở đây mình có đường mạng lên không anh? Mạng này. À, nó đây. Đấy thì ở đây mạng là mình ngắn à, thử kể anh quốc tạm đi, anh ấy tạm rồi để bữa sau để chuyển một chút là lại được, để tạm ở đây thôi, là mình muốn để chỗ này chỗ này nhưng mà không thì mình để ra lại được. Không sao, anh cứ để bên này đi. Cứ để bên này cũng được. Bấm xem. Vâng, ok, cắm tạm ở đây nhé. Cắm cái này thì cắm ở cổng mạng được. Đây con UV này thì khi mà bật vào thì bấm một cái là nó tụt nút vào được. Ở trên con NAT này thì nó đây nó sẽ có cái nút ở trên này, nó biểu tượng nguồn này. Và bên cạnh này là cái nút này là nút trong trường hợp mà con NAT này bị lỗi ổ hay như thế nào đấy thì nó sẽ báo lỗi. Báo lỗi thì trong thời gian mà mình muốn làm việc để cho nó im lặng hay tạm thời làm việc ấy thì mình bấm vào đây thì nó sẽ im. Còn bây giờ mình sẽ bấm cái nút này lên thôi. Đấy, đây là bật. À bật. Nguồn ở đây là đèn cái hiệu bên này. Đây nó sẽ có một cái nút nguồn, đây biểu tượng nguồn lúc nào nó như này thì nó rất là dễ nhận. Máy nó chạy như máy gạo vậy. Đồ cái này phải chiều Quang Hải lên à, không bị Quang Hải lên à. Ủ cứng nhiều mà. Đây có một cái con ủ cứng này. Dạ dạ. Phải nếm cái thật thôi chứ, còn cái nội dung bên trong là của Quang Hải mà. Đúng rồi, thì quay video lại cho Quang Hải anh. Gửi Zalo cho anh. Nó sử dụng một lúc nam sắm 7-8 cái rồi kìa. Còn cái dây tay sao anh đi? Dây này là cái gì nữa? Cái dây đấy thì em để vào đây để giữ phòng thôi. Trong trường hợp một trong hai cái dây cáp này nó lỗi thì anh thay. Dây cáp đúng không? Vâng, còn những cái dây máy kia thì em bấm cho anh những cái dây như thế này rồi. Dây này là dây xịn đấy. Cái dây kia thì giữ phòng thì xong tất đâu cũng cổ kia được. Ở các máy dựng thì mình sẽ cắm hết những cái dây cáp như này vào switch. Vì cái con này thì nó mới ra. Cổng nào cũng được không anh? Cổng nào có dây nó cổng nào cũng được không? Đúng rồi, chỉ có mỗi cái cổng 1 cổng 2 là anh cắm đúng như này là được. 1 2 của con này và 1 2 của con này. Đúng rồi. Còn những cái cổng 1 chứ 1 2 dây 2, còn cái dây đây là cổng nào cũng được. Đúng rồi. Nếu mà có cái cáp mạng đấy rồi thì tốt nhất là nên bỏ cái wifi để dùng cáp mạng hoặc là em disable trong đấy này đi. Cho hiện tại là vẫn đang sợ internet này mình cáp mạng anh. Mình nó đang sợ wifi á. Đây em disable đi rồi, đây tốc độ nó sẽ là 1 GB. À nhanh hơn. Nhanh hơn nhiều, tốc độ nó sẽ nhanh hơn nhiều. Dùng nói chung là dùng cáp mạng thì nó ngon nhất. Yeah.
ghi lại. Ở trên cái máy này, cái này là giao diện của cái con NAT kia. Cái con NAT thì nó cũng tương tự như là một cái con máy tính thôi. Thì nó sẽ có cái hệ điều hành của nó. Hệ điều hành. Nào? Dạ. Mát nào? Cái con này nó gọi là con NAT ấy. NAT có nghĩa là NAT. Nó là Network Attack Store, là cái ổ cứng ở trên mạng. Đấy. Thì ở trong cái con này thì nó sẽ có cả phần mềm diệt virus. Thì bản thân con này nó cũng sẽ có cái phần mềm diệt virus theo của hãng của nó rồi. Thì cơ bản nó cũng sẽ giúp mình một phần bảo vệ. Bạn đang cái bóng mình xem hết rồi không anh? Phần mềm virus này, phần mềm virus này. Cái này thì đi cùng với lại cái nó đi theo cái hệ điều hành của nó. Để đi cùng với hệ điều hành. Nó sẽ không bị hết hạn. Dạ dạ. Từ nào là virus mình này kia sau một cái thời gian nó hết hạn rồi nó biến mình đăng ký nữa thôi. À thì cái máy tính này của anh thì tất nhiên là phải có phần mềm riêng rồi. Nhưng mà trên loại con này bản thân trên con này nó đã có cái của nó rồi. Ý là nó bảo vệ cho cái mạng cái dữ liệu ở đây bảo vệ an toàn. Đúng rồi. Em hỏi là nó có vĩnh viễn không á? Nó là vĩnh viễn này. Vĩnh viễn. Đúng rồi. Em tải một cái phần mềm này, cái phần mềm này nó sẽ là cái hỗ trợ trên Windows để mình có thể kết nối với cái ổ nó nhanh hơn. Ở trên cái máy này thì em mới cài thêm cho anh một cái phần mềm, đó là gọi là Synology Assistant. Nó là cái hỗ trợ của Synology, là cái của cái con ổ cứng chứ. Đúng chữ chưa? Đấy, đúng rồi. Thì mình muốn kết nối đến nó thì là một là mình có thể là gõ thẳng như này. Suộc suộc Hoài Nhơn, giống như là bình thường mà mình có những cái ổ xe ấy. Rồi. Gõ tới là cái giao diện nó chuyển sang bên Hoài Nhơn đúng không? Đúng rồi. Mình có thể như thế này vào một cái cũng được. Nhưng mà vào như thế này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái có một cái máy chủ nó phân giải ở, tức là cái con modem của nhà mạng của bên anh thì nó sẽ lâu hơn. Thì mình vào, nếu mà mình muốn vào nhanh ấy thì mình dùng cái địa chỉ IP thì nó sẽ nhanh hơn. Đây ví dụ ở đây là cái con này là 192.168.1.7. Nhìn ở trên này phát là biết này, một là mình có thể map network rồi, hai là mình gõ thẳng vào đây thôi. 192.168.1.7. Đấy, thì nó sẽ hỏi lên một cái cửa sổ là nó hỏi xem là dùng nó như thế nào, nó cái tài khoản mật khẩu nó như thế nào. Thì em đang để tài khoản nó sẽ là admin 123456678. Đấy, anh vào này thì nó sẽ có một cái ổ lưu trữ Hoài Nhơn. Vào trong này thì anh sẽ thấy là trong này nó sẽ có những cái, nó là một cái ổ ở trong này rồi. Đây. Thì bây giờ mình chỉ có chia làm các thư mục thôi. Anh nó giống như một cái ổ trên máy tính thôi. Thì mình là mình cứ đưa dữ liệu cho vô file hết, mình tạo thư mục này kia ra. Đúng rồi. Cũng như mình đưa dữ liệu này kia qua làm sao chép vô RAM. Đúng rồi. Ví dụ như trong cái ổ này, đây là có rất nhiều dữ liệu này. Dữ liệu rất là nhiều.
Bây giờ ví dụ như mình thì bây giờ mình có thể crop dần lên thôi. Ví dụ mình có thể chọn một cái để kiểm tra tốc độ trước. Yeah. Cái này xem là bao nhiêu ghi. Cái này là 30 ghi. Đây 30 ghi. Dữ liệu màn hình đi. Đấy, anh coi theo bên dữ liệu màn hình. Cái này kiểu chuột nó hình như lỗi nào ấy. lấy một cái dữ liệu màn hình này là nó toàn những cái file bé rồi, nó sẽ không kiểm tra được tốc độ chuẩn. Mình lấy một cái file lớn ấy. Thì sao bây giờ mới cần này luôn. Anh vô cái chỗ mà 2022 tư liệu này. Tư liệu. Yeah. Anh vô cái chỗ mà phim xúc tiến đầu tư 2022. Chúng ta thử dữ liệu nó bao nhiêu. Nhấn chuột phải vô. Nhấn chuột phải vô chúng ta dữ liệu bao nhiêu. Nhiều lắm. Cái này nhiều nhưng mà toàn file ấy thôi. Cái này toàn là file nhỏ, những cái file nhỏ thì ok, có luôn cái này đi. Kiếm cái file nào một file đưa 1 cây vô anh cho thử thử chạy được bao nhiêu. 21 ghi mấy mà. Mấy trăm ghi. Bộ mở là chạy là bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu chạy. Đây là khi mà nó crop những cái file to nhé. File to thì nó sẽ tốc độ rất là cao. Một trăm mb một giây đúng không? Nó tương đương với lại cả tốc độ cao nhất của cái con cạc mạng này là 1 ghi rồi. Ừ. Hơn 100 mb một giây thì nó rất là nhanh. Nhưng mà khi mà những cái file mà nhỏ ấy, những cái file mà nhỏ ví dụ như là những cái file mà render ấy, ví dụ như audio preview này, những cái file mà nhỏ này thì nó bao giờ nó tốc độ nó sẽ chậm hơn. Đây tốc độ đây. Đây là có những cái file to này, nó sẽ đều nó rơi vào xấp xỉ tầm có bao nhiêu khoảng tầm độ. Đây là tổng cả cái thư mục đấy nó là 300 GB. 300 GB là chạy được nhiêu đó thôi. Đúng không? Thì là nó trung bình 100 MB đúng không? Đúng rồi, nó sẽ trung bình 100 MB. Cái này thực ra thì nó sẽ phụ thuộc vào cái file của anh là file to hay file nhỏ. Ví dụ như là cái thư mục mà render anh biết là dựng hình nó sẽ có những cái thư mục render ấy. Nó trong đấy nó có hàng trăm nghìn file, những cái file nhỏ này thì nó sẽ crop lâu hơn. Chỉ có file nào mà ví dụ như là lưu trữ mà mang tính là đã xuất ra rồi á. Cái đấy thì crop nhanh lắm, cái đấy thì crop nhanh lắm. Trên cái con lưu trữ này thì mình sẽ thường là mình lưu hai loại. Thứ nhất là những cái file gốc. File gốc ví dụ như là anh đi quay về thì một file anh sẽ crop về máy và anh dựng ở trên đấy. Còn một cái file gốc nữa thì mình nên crop ở trên này, tại vì thực ra là những cái file gốc mình quay về thì thường nó chỉ rơi vào khoảng tầm 10 GB đến 20 GB thôi. Mình crop vào nó chỉ mất khoảng 2 phút thôi để phòng trường hợp mà máy lỗi là một này. Hai là cái thẻ của mình. Thẻ của mình nó format rồi ấy, thì là mình vẫn ok. Mình sẽ có chỗ để mình lưu. Chủ có nhảy với ta. Cái máy này nó cứ bị nhảy. Nhảy liên tục. Cái này nó bị cái file này nó kiểu như bị ấy này. Nó bị âm nó bị sao? Nó bị mất mạng này. Mất mạng sợ là nó vừa mới ấy vào cái này. Mất mạng. Nó vừa mới bị tụt mạng như thế nào. Nó còn có 100 mê này. Tốc độ nó còn 100 mê này. Cái này sợ nó không chặt mạng này. Đang hơi có vấn đề. Mất luôn mạng nữa rồi. Cái cổng mạng của con này nó đang có vấn đề ở đây. Nó bị lẻm đúng không? Cái này là do cái cổng mạng trên con máy nó đang có vấn đề. Chưa. Mất mạng rồi không chạy nữa. Tự nhiên mất mạng.
nước nước mặn này. Sợ cái cáp này nó thấy cái đầu nó bẩn bẩn. Anh toàn cái xe nó xéo ngồi này. Bây giờ nó xuống xe nó ngồi. Tốc độ một ghi thì là vẫn ok đấy, nhưng mà đây là sợ cái đầu cáp này, anh để ý này. Đầu cáp này nó bị bẩn oxy quá. Nó bị bẩn hết này. Rồi vậy lâu quá rồi mà. Để mình xem mình bấm